Hello, xin chào các bạn nha. Đây là chiếc xe Vision năm 2022 các bạn nha. Chiếc xe này á thì bản của xe này thì không có ổ khóa thông minh smart key và cái đờ mi cũng không có các bạn. Đó, thì vị khách hàng này nhờ mình đến tận nhà vị khách hàng này ở dưới Hóc Môn Củ Chi là các bạn ha. Để làm cái bộ, đây là bộ Zin SH nha các bạn. Đó, bộ Zin SH ha. Và đó, đây là bộ Zin SH. Rất là ok luôn các bạn ơi, nhận diện 2 mét rồi, rất là ok. Xe mới chạy có 85 km luôn các bạn. Rồi, chưa lấy biển luôn các bạn thấy không? Chưa lấy biển số luôn. Rồi ok các bạn. Thì với bộ chống trộm này thì nó rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và điều đặc biệt hơn nữa thì các bạn cũng đã biết là dòng xe Vision đó các bạn. Dòng xe Vision thì nó không có cái công tắc tắt mở đèn luôn các bạn. Thì xe này mình đã làm công tắc mở đèn cho vị khách này luôn. Không cần phép luôn. Đây và đây là công tắc cơ nữa. Các bạn không không sợ nó bị lỗi luôn các bạn. Tắt cơ luôn nha, không xài mạch, không xài gì hết. Một ngắt là mở mở đèn lên nè các bạn. Đó, mình mở một ngắt là mở đèn lên ha. Đó, sáng đèn các bạn, sáng đèn. Rồi, ngắt bíp là pha nè các bạn. Pha đồng hồ báo hiệu pha nè. Đó, tắt tắt đèn luôn nè. Ha, tắt đèn luôn. Rồi ok, thì với bộ chống trộm smart key này thì nó có những tính năng nào thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn ha. Đây là bộ JinSH nha, Honda JinSH luôn. Trong phòng di 2 mét thì chiếc xe thì cái remote này chủ nhân sẽ cầm và trong trong phòng di 2 mét thì gần chiếc xe thì sẽ cho phép các bạn mở khóa hợp pháp vì nó nhận diện là chủ nhân đã trong phòng di 2 mét gần chiếc xe. Rồi thì sẽ mở khóa được. Nhấn các bạn nhấn vô và mở khóa. Đó, rồi thấy không? Rồi thí dụ như bây giờ mình là chủ nhân đi, rồi mình cầm anh đi quá 2 mét nhanh luôn. Đó, ví dụ như mình mua đồ trong cửa hàng tạp hóa đi các bạn. Mua đồ trong cửa hàng tạp hóa thì lúc này người em của mình đã cầm remote đi xa hơn 2 mét rồi. Đứng đó em, đứng đó. Đó, thì chiếc xe của mình sẽ mở khóa không hợp pháp. Có nghĩa là remote đã đi xa hơn 2 mét. Cố tình dặn xoay tròn luôn cũng không mở được xe. Rồi lại gần anh luôn em ơi. Lại gần sẽ nhận diện được và mở khóa lên bình thường ha các bạn. Đó. Rồi remote thì là gần. Đó, ok các bạn ha. Hay quá. Đó, thí dụ như các bạn đến một cái điểm nào đó các bạn không thấy an toàn cho chiếc xe của mình ha. Thì các bạn nhớ phá cổ cái nè. Gạt xuống nè, đó. Cái mũi tên này ngay cái ổ khóa thì các bạn sẽ phá cổ được. Và các bạn muốn an toàn hơn, cài tính năng chống dắt bằng các bạn bấm vô cái lo nè. Bấm ngay cái tít một lần thôi các bạn. Đó. Rồi, bấm ngay cái tít một lần thì có đồng thời là nó sẽ bật tính năng chống dắt. Thì lúc này các bạn đụng vô xe đầu tiên. Nó sẽ chớp đèn xi nhan và báo còi. Báo xi nhan liên tục. Đó, còn thấy không? Không ai được đụng vô xe của mình hết. Thì các bạn cầm remote này đi tầm khoảng hơn 2 mét thì sẽ phá cổ hẳn luôn các bạn nha. Cầm em. Đi manh quá 2 mét manh luôn. Đó. Quá 2 mét thì lúc này các bạn mình cố tình dặn xe tròn luôn cũng không mở được xe. Đó các bạn thấy không? Cố tình dặn xe tròn luôn các bạn, cũng không mở được xe. Rồi lại gần manh luôn em ơi. Lúc này lại gần. Lúc này lại gần thì sẽ cho phép các bạn mở cổ và mở khóa lên bình thường hợp pháp. Đó. Đó là tính năng này. Và cái điều đặc biệt là cái bộ này nè các bạn. Khi mở khóa lên sẽ tắt đèn nha các bạn. Cái này là mình gắn thêm một con Glay 4 chân nữa ha. Cho lúc nào đèn cũng sáng vậy cho chiếc xe mình nó sang. Khi mà mở khóa lên á đèn nó sang, nó sáng như thế này rất là tuyệt vời luôn các bạn nha. Đó, các bạn đấu như cái Zin luôn á thì đèn nó sẽ không sáng ha. Đèn sẽ không sáng khi mở khóa nó không sáng. Này mod là sáng rất là đẹp các bạn nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Các bạn nào làm xin liên hệ shop mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.